Chiều 10 tháng 7 năm 2021, báo cáo tại cuộc họp báo về công tác hỗ trợ chăm lo cho người lao động theo nghị quyết 09 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 6 tháng 7 đến 10 tháng 7, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đã thực hiện hỗ trợ hơn 40.000 người trong tổng số 230.000 lao động tự do trong gói hỗ trợ COVID-19 lần này, hỗ trợ 1,5 triệu đồng một người. Theo ông Lê Minh Tấn, riêng những người bán vé số lưu động, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện hỗ trợ cho hơn 20.000 người. Trong đó có khoảng 8.000 người bán vé số từ các tỉnh về Thành phố Hồ Chí Minh tạm trú. Trước tình trạng nhiều người lao động tự do đến Thành phố Hồ Chí Minh chưa đăng ký tạm trú tạm vắng, ông Lê Minh Tấn thông tin, theo nghị quyết số 09 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, việc hỗ trợ cho lao động tự do phải đáp ứng yêu cầu rằng đối tượng này cư trú hợp pháp tại địa phương, có đăng ký tạm trú được công an xác nhận. Thế nên, đối với những trường hợp người lao động chưa có tạm trú, cư trú hợp pháp, thì Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham mưu Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm xem xét giải quyết sau. Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có đề xuất khẩn với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét quyết định hỗ trợ cho lao động tự do là người chạy xe ôm truyền thống hai bánh, trừ xe công nghệ, xe xích lô chở khách bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong thời gian giãn cách xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị 16, nhóm lao động này cơ bản bị mất việc làm, thu nhập thấp hơn mức sống tối thiểu, hiện đang gặp nhiều khó khăn. Trước đó, ngày 6 tháng 7, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 2209 về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 09 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Có 6 nhóm được hỗ trợ, gồm người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, người tham gia công tác phòng chống dịch, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động tự do bị mất việc làm, giảm sâu thu nhập, hộ kinh doanh dừng hoạt động, thương nhân tại các chợ truyền thống. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.